Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn là gia đình hưởng một mùa xuân vui vẻ ấm áp các bạn ha. Tiếp tục cái chương trình là ký sự bonsai thì Nam Phu quay trở lại cái điểm bán chợ hội chợ chút lỗi các bạn hội chợ qua xuân Canh Tí 2020 và tại thành phố Tân An của thuộc tỉnh Long An để làm nên những thức phim mộc nhằm chia sẻ với các bạn những cái điểm bán cây hoa mai vàng Tết hay tất cả những loại cây kiểm gì để phục vụ cho ngày Tết nguyên đáng của mình các bạn ha. Đây xin mời các bạn chúng ta cùng nhau dạo qua cái khu vực này. Khu vực này là cái khu vực của Hoàng Hân đến đây đăng ký bán mai. Thì sẵn dịp đó thì Nam Phu mới có dịp đến đây làm những cái thước phim chia sẻ cùng các bạn. Trước mặt các bạn là khu vực này bán mai vàng rất là nhiều các bạn ơi. Đây, mời các bạn ha. Đây các bạn. Những cái mai rất là to ha. Rất là bự các bạn. Bây giờ bán mai không ha. Thấy mai bự quá ăn ha. Cái hàng này là của anh Dũng. Của anh Dũng hả? Dạ, anh Dũng ở phường 3 thành phố Tân An luôn. Anh này ở thành phố luôn. Anh này có ở đây không? Có đây không? Giới thiệu giùm em cái anh Dũng. Xin chào anh. Hôm nay thì Nam Thu rồi đi du xuân rồi sẵn dịp đây cũng là muốn chia sẻ với các bạn yêu thích mai vàng cả nước những số sản phẩm mai. Anh ơi, cái mai này là của mình trồng hay là mình đi sưu tầm các nơi vậy hả anh? Đi sưu tầm anh. Sưu tầm về. Ô, cây mai bự quá ha. Ồ, những cây mai lớn như thế này chắc là giá nó cũng cao ha. Anh có thể chia sẻ giá được không? Mình lấy về bán thì cũng kêu giá bán cho anh em về chơi lại thôi chứ cũng không cao lắm. Cây lớn quá, cây bự quá. Cây này có lẽ là cơ quan xí nghiệp họ chơi ha. Cái gia đình mình thì chắc lẽ mình sẽ chơi cái chủng loại mai nó nhỏ hơn. Rồi anh bán mai khu vực này anh bán lâu chưa? Lâu rồi hả? Từ hồi chợ Hoa Sân Long An tới giờ. Từ hồi chợ Hoa Sân Long An hình thành. Coi như là hồi khai thiên lập này á. Nhưng mà chợ Hoa Sân Long An thì nó hình thành bao nhiêu năm rồi? Bây giờ vô phương nhớ. Đại khái là khoảng 10 năm không? Năm. Thì Nam Thu thì mới đến đây lần đầu đến đây để chia sẻ mấy cái gốc mai của Hoàng Anh lên trên mạng YouTube để cho các bạn cộng đồng mạng yêu mai vàng để có sự lựa chọn những cái mai đó. Thì sẵn dịp đây thì mình mới đến đây mình thấy những cái mai đẹp quá, bây giờ xin anh lập cái clip để chia sẻ với bà con các cùng sở thích ha. Sở thích mà chơi mai vàng. Cái quầy của mình là quầy số mấy đây anh? 4142. Rồi mà muốn mà đến mà chia sẻ với anh thì cái thông tin làm sao để gặp anh để mà chia sẻ những gốc mai này? Mình tên Dũng rồi anh số Dũng. Điện thoại là 0982 933 583 ở thành phố Tân An, Long An. Rồi anh đọc lại một lần nữa cái số điện thoại 0982 933 583. Cái lô hàng của mình là từ ngoài cổng bước vô là gặp liền phải không? Đi thẳng ngoài cổng chính vô mé tay trái. Nếu các bạn mà gặp cái anh Dũng gặp cái tiêu thích những mai vàng nó lớn thì gặp anh Dũng ha. Anh Dũng đã chia sẻ cái số điện thoại. Còn những cái mai kế bên là của anh luôn hay của anh? Cái lô mai lớn này hả? Lô mai lớn hả? Còn cái lô mai nhỏ kế bên là của chủ khác không? Của chủ khác ha. Thôi Nam Thu cũng chào anh ha. Chúc anh có được hưởng một cái mùa xuân vui vẻ và thật ấm áp bên gia đình ha. Và chúc anh lần nữa mua mai bán đắt. Hẹn gặp anh ha. Chúc anh em mạnh khỏe và ăn Tết vui vẻ. Rồi, cảm ơn anh. Thôi mình đi qua những cái khu vực khác. Đây khu vực cũng mua mai rất là to các bạn. Cái mai này quá đẹp luôn á. Mai này đẹp á. Giới thiệu cây mai này là mai trăm cánh. Mai trăm cánh hả? Chắc không? Chắc mà chưa thấy cái bông hay có mặt bông ta. Hay là cây nhỏ nè. Để xem đem thử xem bông. Gốc thì xù. Gốc xù chảy luôn, chảy không xù cốc hả? Là cái mai được của anh này hả? Của em luôn. Của mình có Dũng luôn hả? Trong lô này của em hết. Sao nãy năm hỏi đây Dũng là tưởng không tin Dũng là không phải. Có Dũng luôn. Các bạn thông minh lô hàng có Dũng luôn các bạn. Rồi làm sao năm có mặt bông là năm đi vòng ở đây. Đến làm sao đến để mình soi cái mặt bông ha. Cái mai này chắc trồng lâu năm lắm hả Dũng? Lâu năm rồi. Cái đậu già, đậu sân xùi nó nè, năm mà quay lên là xù. Hay cái mai này có người gọi là cúc mai phải không? Dạ. Người gọi cúc mai, người kêu trăm năm trong cánh, người trăm cánh. Trăm cánh hả? Wow, cánh mà nó còn. Trong đây nó nở như vậy là mới chỉ được có một phần thôi. Nó còn một phần ở trong đây nữa.
Cây mai ngày mốt nó bung nữa. Rồi năm thu đã cận cảnh cây mai, cũng như là theo là chia sẻ của anh Dũng là cây mai này được được gọi là cây mai trăm cánh ha, trăm cánh các bạn. À, nếu các bạn nào có thích những cái giống mai nào mà lạ hoặc các bạn mà chưa chiêm ngưỡng thì hãy đến đây hay chiêm ngưỡng một cây mai 100 cánh ha. 100 cánh cây mai này cái tầng đổ đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đó, cái dàn đế nè, xuống đây. Mình làm một cái tiểu cảnh gắn đá lên này. Chưa có thời gian làm. Chia sẻ các bạn cái cây mai đẹp ha. Cái mai này chắc là mấy cái đại gia lớn ha, cứ giữ mới đem cái mai này về nhà. Bây giờ cái tay cành nè, cũng vô hết luôn. Tay cành rất lớn. Dáng thì lượng lắc rất đẹp. Nụ đây. Quá trời. Nụ quá trời nụ. Đây là toàn là hàng khủng long không á, không nên chơi toàn hàng khủng rồi. Vậy cái vậy là cái gu của anh là khoái hàng bự phải không? Trời bự nó đỡ đau lưng. Cái chung là cái khoái cái gì cũng bự hết. Mà mình bự nhỏ không cần biết nhưng mà khoái bự phải không? Cũng bự rồi anh. Quá trời. Bữa nào kêu mấy nhỏ kia kiểm tra coi. Của mình bự nhỏ không biết nhưng mà khoái bự à. Đây, cây nhìn cây gốc bự quá trời luôn. Hồi nãy anh nói là anh ở thành phố Long An hả? Thành phố Tân An luôn. Thành phố. Vậy đó chắc nhà anh có vườn rộng lắm hả? Anh Dũng không? Anh Dũng này là thâm niên trong cái coi như là tay săn mai cũng hàng top 10 ở thành phố Tân An. Rồi nhà mình có chồng gì không Dũng? Có. Chắc Dũng nay chắc nhỏ hơn năm rồi. Hôm nay 50. 43, 44 à. 43, 44 hả? Vậy hả? Xong nhìn thấy dặn già sương gió quá. Có như là bỏ thời gian đi săn cây riết dài vậy anh. Tại vì săn mai riết nó vậy phải không? Bởi như thấy dài dặn sương dài dặn sương gió quá. Mỗi lần làm mai là chồng ăn hoài, mấy ông nào đi săn mai là ông nào nhìn mai riết, ông nào ông húp mặt húp mỏ hết trơn. Húp mai riết đi săn trời trời nắng không. Tối giờ húp mai riết mà làm sao mập nổi, đúng không? Mấy cái mai đẹp quá. Dũng công nhận là Dũng thì Dũng khoái sưu tầm những cái hàng bự được không? Rồi nếu mình nhà mình chắc lẽ phải có một sân vườn thiệt là rộng mình mới có thể đưa hàng về nhà mình xong mình chăm sóc mình chuyển đi ha. Thí dụ như mà khách hàng người ta mua những cây mai lớn như thế này là mình chuyển ship thì sao? Dạ, chuyển ship rồi mình có khuyến mại cái chậu cho người ta không? Cái chậu nó nhỏ hơn cây mai mà đâu có lớn. Cái chậu tí nó giá trị nó không bằng cây mai. Cũng nhiều cũng bạc triệu đâu có giỡn phải không? Có chậu cũng bạc triệu đừng có giỡn không. Nói chung anh em giá cả thương lượng được thì ok hết. Còn cây này cái gì giống như ở lòng sông một kiều á? Chú thủy. Mai chú thủy. Ủa mai chú thủy. Đúng rồi mai chú thủy. Gốc mai chú thủy ha. Rồi mình những cây mai này mình cứ đi hội chợ mình trưng bày không? Dạ không. Không có đi hả? Tại sao mình không? Đem ra chợ bán không được là rút về. Không, anh Năm cũng đi nhiều nơi mà thấy em cũng có những cây mai đem ra hội chợ được mà. Cũng như là cây mai này, như cây mai đằng đổ nó mang hội chợ được mà. Chưa có điều kiện là đi xa, vòng Tân An là. Nếu đi về thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh mình mới có cái, nó mới có cái cơ hội để mình tỏa sáng đúng không? Đúng rồi. Để mình đi xa chút xíu, chỗ có lăn lộn đi. Còn trẻ mà cứ lăn đã rồi lăn nào lăn thích nổi bò những năm thôi. Công việc gia đình cũng còn nhiều bận biểu không? Thì nói chung là gác lại cái nỗi đam mê của mình đi ha. Để chờ khi nào ổn định rồi mình phải làm những cái mai là thiệt đỉnh, thiệt là đẹp để mình để chia sẻ cộng đồng mạng ha. Yêu thích mai vàng cả nước. Hôm vừa rồi thì anh Năm cũng có đến chào giá một cây mai vàng cái tầm nó như vậy. Ông kia ông báo giá là 280 triệu như cây mai của em bao nhiêu tiền? Này thì em bán hiện tại ở đây thì bán 80 80 triệu hả? Okay. Bán giá cho anh em về chơi lại mà. Giá chơi lại. Đa số cây mai này cây mai ngủ phút hả ta? 5 cánh phải không? 5 cánh. 5 cánh. Thì cái mai là thông thường nó mình nói gọi 5 cánh khi mà thật sự mà khi mà nó tốt á nó sung lên nó không, không phải nó sung á nhiều lúc nó sung lên nó cũng đột biến nó cũng có đột biến sung nhiều cánh ha cũng như mình sung rồi sao nhỉ sung thì nhiều lần vậy đó
mình sung mai sung nhiều cánh là mình sung nhiều bà. Có cái chuyện gì đâu không? Không thấy Dũng này chứ cũng có nhiều bà lắm, nhìn nó dặn dày xương gió rồi cũng là cũng bị bóp méo nhiều sự việc đó mới vậy chứ. Chứ bốn mấy ta còn trẻ còn thơ ngây lắm không? Ông này cũng dài dặn quá trời luôn rồi. Là thôi chào Dũng ha. Bây giờ mình đi qua điểm khác. À, một lần nữa là chúc Dũng mua bao đất ha. Rồi đi anh đi. À, khu vực là toàn là mai không anh ha? Mai đa phần thì mai là gì? Mai. Quá trời mai luôn. Trang ơi. Không sợ. Trang. À, cái ông Trang. Trang này tím kiếm trang cúc bự khó lắm hơn. Tím sen không? Trang là trang tím sen ha, tím sen. Trang này chưa có bông rồi ta. Xử lý không đúng. Không đúng, trang này chưa có bông. Tím sen chậm nó bông lắm á. Tím sen ở nhà có lấy thôi, nhà có tím sen thôi. Cây bonsai cái tùng. Cái này tùng kim cương hả? Tùng kim cương hay tùng đai lon? Tùng đai lon. Cái quế quế khi mà thời gian mà nó già yeah. lên rồi nó sẽ chóc cái vỏ nó trắng về nó trắng móc vậy không nó tự động nó rớt ra được quế nó rớt ra như vậy quá trời đây cây mai mai tứ quý ủa Tết mình cũng bán này nè. Rất là nhiều mai các bạn. Đúng rồi, năm thu là sau cái tay ta. Coi mấy cái clip của anh Hoài gì. Giờ em ở đâu? Giờ em ở đây. Ở thành phố Tân An rồi luôn hả? Biết nhau rồi mình mời anh Năm vô đi. Vậy là đây là mai của em đây hả? Dạ thôi. Cũng là một cái tình cờ một dịp rất có duyên. Mình lại gặp một cái fan của mình. Xin lỗi anh tên gì ? Em tên Dân anh. Tên Dân, Năm Thu thì khỏi cần nói, nghe tiếng cũng biết rồi ha. Đâu có trường mặt nữa đâu. Nghe tiếng là biết. Ủa mình đây là mai em hả? Dạ. Mai này ở nhà mình trồng hay là mình lấy các nơi khác đem lại? Trồng cũng có rồi mua cũng có nè. Trồng cũng có, mua cũng có. Mà mình cái gian hàng này mình đến đây mình có bán thường không hay là mình mới đến lần đầu? Mới đến lần đầu. Thì em biết Hoàng Anh này không? Không biết. Hoàng Anh này là một cái chợ điểm bán mai mà Năm Thu mỗi một tuần thường đến đây làm phim cho Hoàng Anh. Ông này đã chuyên về bán gì phơi mai, giờ biết rồi ha. Ông này có cái vựa gần gốc đây nè. Để cho anh cái sang cái nè. Lên đây thì làm phim cho anh, xong nhờ anh này dẫn đi giới thiệu để tham quan một số cái điểm bán mai luôn. Quen anh nhiều mà anh lo gì, anh đi tới đâu anh nó trương. Để Năm Thu chia sẻ với các bạn. Đây quá trời nhiều ha. Cái cây mai này, ví dụ cái tầm cây mai này giờ em chào giá là sáu này 6,5 triệu. 6,5 triệu cây mai, 6,5 triệu. Mà sao anh Năm thấy cái vườn cái chỗ cái lô của ông Ăn có cái tre, sao lô mình không có mấy tre? Tại chặt quá hơi đỡ luôn gốc xanh. Chứ không phải là mình không có mấy tre thì mình thuê tiền rẻ hơn. Cũng vậy. Cũng vậy hả? Thì nó tháo mấy tre ra thì nó trừ tiền lại mấy tre chứ sao vậy? Dạ, mấy tre là mướn riêng. Ủa mấy tre miếng cái liệu hả? Cái liệu mướn riêng à cho vườn. Để anh Năm cho anh phép Năm vô tham quan cái vườn mình chút xíu cái vườn cây mình chứa ha. Ôi da, xin lỗi. Đi với đội cái nón nó phải có kinh nghiệm chứ mấy ông này chưa có kinh nghiệm mà. Cây này đẹp quá ha, cây này được đánh tàn quá trời đẹp. Ăn cây này đánh tàn đẹp ha, tàn này kêu tàn dù hả? Tàn dù các bạn. Cái kiểu mà đi dây như thế này anh Năm thấy một điểm làm rồi. Tây đặc biệt miền Tây á. Là không, cái nôi của mình á. Có một cái điểm cái chỗ một cái vườn kiểng của một anh vườn mai rất là lớn, vườn mai Minh Chí, anh nó cũng làm cái kiểu này. Vườn mai Minh lớn lắm, cây vẫn toàn là những cây đỉnh không. Đẹp ha. Cây này quá đẹp. Nếu cây này mình chào giá thì chào giá bao nhiêu đẹp? Cây này 17 triệu. 17 triệu, rồi chào giá là 17 triệu. Ghép à? Tặng dù như cái là cây zin luôn á. Zin hả? Cây zin không có ghép. Nhưng mà bông nó sao? Thành bông. Dạ, bông này bông 5 cánh. Bông 5 cánh. 5 cánh mà cánh đặc. 5 cánh. Không có thưa. 5 cánh mà cái kiểu như cánh nó không có khe hở. Dạ, đúng rồi, đúng tròn, khít. Cánh tròn, khít á. Tròn mà khít.
đây tao bỏ là mấy đi cho uống. Mấy riêng không hả? Sẵn mình bán mai rồi mình bán luôn phôi này hả? Dạ, có phôi luôn anh. Phôi. Ăn nhà mình có phôi mình đem luôn ăn. Không em đây nhiều quá rồi. nhiều chỗ hả? Cái phôi này mình chào giá là bao nhiêu đi em? Cây này 70 ha. 70 triệu cái phôi này ha. Rồi cái phôi bự quá ha. Quanh phôi đó. Quanh mét. Quanh ổn mét hả? Mét không? Sai lùng lực. Mét. Đẹp quá. To. To đẹp. Rồi mình bán quý cái gian bình mai không hay luôn mai chứ thử. Bên kia là của anh ta rồi. Chưa của anh ta. Còn cái chị này, còn anh chị này sao đây? Này bà xã. À chị bà xã, xin chào. Tí cho mặt bà xã nó phát sóng luôn chứ để ông chồng nó sống lại. Đây là em phụ ông xã đi em là bán mai. Dạ, phụ ông xã bán. Tết rồi mình đem mai ra đây. Cũng được ha, cũng vui ha. Bán này rất kiền á, nói thiệt á. Đi làm việc công việc như vậy mình cảm thấy mình yêu thích rồi cái mình dạ, đúng rồi. Mình ở nhà ở không cũng ghen ở đây. Như tôi là tôi suốt ngày tôi làm phim mong bữa nào tôi nghỉ nhà. Tôi nói tôi nghỉ nhà tôi nghỉ cho khỏe nha. Mệt quá mà, tới chừng tới 9 giờ sáng nó khỏe rồi cái đi nữa. Bà xã tôi nói chừng không có sái sao đi hoài. Em coi bên clip của anh là nay theo dõi này cả 2 năm ạ. Đúng rồi, anh Năm làm phim cũng được 2 năm rồi. Thì... Mấy cái phôi đẹp chỗ đây nữa Năm. Đây mấy cái phôi rất đẹp ha. Phôi nè, toàn là phôi đỉnh, phôi đẹp không? Mấy cái phôi mình chào giá mỗi gốc phôi giờ bao nhiêu vậy? Tầm giá khoảng 7 triệu rưỡi thôi. Như cái phôi châu ngân á, phôi ngân. Cái đó 6 triệu rưỡi anh. 6 triệu rưỡi, 6 triệu rưỡi. Cây này. Cây này 4 triệu rưỡi. Cây này 4 triệu rưỡi. Cây số 3. Cây này 4 triệu rưỡi luôn, cây đó 7 triệu rưỡi. Cây 7 triệu rưỡi. Cây bự mấy trong 7 triệu rưỡi đó. Anh Năm cũng thường làm phim cho mấy cái chia sẻ với mấy cái điểm mà bán phôi á. Yeah. Có những người ta mới làm năm nay thì người ta bảo là Tết bán phôi không được. Người ta bảo là quá gia viên bán thì sẽ hút phôi hơn. Đúng rồi. Nếu mà em bán có kinh nghiệm cái lời họ nói gì có đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng nhưng rồi. Mà ví dụ như mình bán là bán có nhiều người cũng thích. Người ta thích mua cây phôi về người ta nuôi lại. Ta nuôi. Tết làm sao trời. Phôi mà đem là bán được hết trơn à. Nhưng mà chuyên nghiệp thì đúng rồi. Lúc này ta nhập phôi rồi. Nhập phôi hết rồi. Tết làm sao cho kịp chứ còn lỡ cả tháng 3, tháng 4 làm trễ. Vậy là khu vực của vườn mình là khu vực của gian hàng từ lúc này thôi. Mua cây phôi mà 4 mét thôi. Rất là nhiều. Còn em này quan hệ sao với làm chung anh em làm chung hả? Dạ thôi anh Nông cũng xin nói lời tạm biệt chia tay với em ha, đến Nông với gian hàng khác. Rồi chúc em một xuân vui vẻ ấm áp bên gia đình và muôn may bán đất ha. Hẹn ngày gặp lại. Rồi có dịp nào anh em mình gặp lại. Chào em gái ha, chúc em thật là vui vẻ mua mang đất ha. Rồi đi đâu nữa ăn làm xuống luôn hay đi xuống luôn chậu lớn cho nó dàn khè luôn cho nó dàn luôn ha. Hôm nay thấy cũng nhiều ăn lợi ít đâu ha, cũng nhiều ha. Hôm nay mới 23 là chưa đặt cũng chưa đặt 25 chưa đặt. Tối có dính lương nào không? Có câu được dính. Sao qua thấy đi đem nặng cấm à? Đâu cấm, câu này là làm xe. Cái hàng xe. Mấy ông chích quá đời quá họ bị như giờ sợ thở thì nó móc ra. Nè, cái bông cúc đại đó. Ăn coi này kêu cúc đại đó đó. Rồi cúc đại đó nè. Em cái cúc này em chịu à. Sơ mà đứng vô đây sao? Đứng tôi quay cho lên hình lên sóng. Nãy đường ngang lên sóng ném cục đá rồi kệ nó giờ tôi quá anh kia thì tiếp tục đưa sơ. Giờ tiếp tục đưa sơ lên thôi. Đưa bảy lên không? Đưa vô nhìn cái này đẹp hơn tôi. Thì mới vậy tôi chọn người sống làm. Đáng ăn vậy đâu. Nhờ vậy bà con cô bác biết á, nhớ các bạn. Ê, cái một màu vàng hả? Vàng chói chang với ánh nắng mặt trời các bạn ha. Quá trời đẹp quá ha. Cúc quá chị. Cái anh chủ này anh không có đây thử ra giá cả thì nó không biết không? Không biết hả? Quay bên đây. Còn 16 phút nữa là hết phim. Hết dung lượng của nhớ hết. Hơi quay qua nhà hàng nữa rồi ha.
quay nhận hàng là được đấy, quay nhận hàng là xong cái kết rút bộ phim luôn. Ô đẹp quá bạn, đây là màu sắc lung linh ha, nhiều chủng loại hoa. À, vô hỏi chủ chủ. Rất là đẹp ha. À, xin chào bà chủ, có thể cho mình tham quan quay được không? À, cảm ơn ha. Quá trời các bạn. Ồ, cái gian hàng này khá nhiều bông á, nãy giùm đi mấy gian hàng kia nó cũng ít hơn, gian hàng này thấy nhiều á. À, đây nó có nhiều chủng loại hơn. À. Chị cái cây nhỏ nhỏ là cây gì chị? Bách hợp anh. Bách hợp, ủa? Bách hợp, cái loại này là bách hợp cam. Bách, bách hợp thì giống bông ly không? Nó giống giống ly hả? Ở trong đây mình gọi là ly, nhưng mà ở miền ngoài người ta gọi là bách hợp. À, cái khu vực phía bắc thì gọi là bách hợp. Đúng rồi. À, mình đây mình kêu ly bông nhỏ phải không? À, đây đây. À, cái này thì thấy đúng rồi, thấy thị trường có bán rồi, hoa ly bách hợp. Nhưng mà à, mình thấy cái tên. Chị có thể chia sẻ đại loại cái chậu này nó giá khoảng bao nhiêu không chị? Cái này cam kết là đang bán giá lẻ là 140.000 một chậu, 140.000 một chậu. À, chị ơi, mình có thể mình chia sẻ cái thông tin là cái cửa hàng của mình bán đây, ngoài cửa hàng mình bán đây, cái vườn nhà mình có trồng những cái loại cây gì không? Hay là cái shop nhà mình? Vườn nhà là trồng thọ, đỏ lại hồng tím này nè. À, hồng tím. À, còn cái này là hàng nhập Đà Lạt. À, nhưng mà vườn của chị là ở đâu? Vườn ở này là khu Thủ Thừa với lại ở bên phường 5, cánh phường 5. À, cũng là mình cũng thuộc thành phố Tân An rồi đúng không? Thành phố Tân An. Là chị đến cái nơi đây là bán là chỉ bán lần đầu hay là bán nhiều lần rồi? Hôm nay là mình bán lần đầu, trước đây mình bán ở chỗ khác. À, trước đây bán chỗ khác, bán lần đầu. À, thấy rất là nhiều chủng loại hoa, ngoài những loại trụ hoa là mình cũng như là cái cây đại khái là như là cái cây hướng cây ở đây mình trồng. Hướng dương mình trồng vậy mình bán về bao nhiêu tiền chậu? Hướng dương giá thị trường hiện tại là bán 250.000 một cặp. 250.000 một cặp. À, à, trước khi mình chào cái giá cho bà con cô bác có thể mà tham khảo để đến đây để chia sẻ cùng với chị, là chị có thể cho biết được cái lô hàng của mình là lô hàng số mấy tại cái điểm bán này không? Ở đây là lô 74, 75 trong công viên phường 3, trước quán cà phê Bốn Phương. À, trước quán cà phê Bốn Phương, à thấy là cà phê Bốn Phương trời ha, cà phê Bốn Phương. À, chị bán đây từ ngày nào bắt đầu? Mình nhập hàng về bữa 19, bắt đầu bán bữa 20. Bán 20 hả? À, xin lỗi chị có thể cho biết tên không? Nhiều lúc người ta cần thương nhân rất khỏi mình phải biết tên cho chủ bán hàng chứ. Dạ, tên Hưởng. Chị tên Hưởng. Tên Hưởng là chắc có được nhiều phúc lắm không? Dạ. Tên Hưởng thì phải có nhiều phúc. À, còn mấy cái cây này mình cái tên gì quên? Bên Cát Tường. Cát Tường, Cát Tường là mình đây trồng hay là ngoài Đà Lạt hả chị? Không, Cát Tường này hết. Cát Tường nhập. À. Vậy nếu mà một chậu vậy thì mình chào giá bao nhiêu đây? Hiện tại là bán 160 một cặp. 160 một cặp. Còn cái cây gì? Cái lùng lùng mập mập cái gì? Cái phú quý hả? Cái bông luôn. Phú quý đây. Ô, đẹp nhỉ. Để xem đi. Phú quý vinh quang. À, chắc lẽ Tết người ta thích chơi cái loại này phú quý. Đây là các bạn. Rất đẹp ha. Phú quý này cũng có nhiều màu ha. Màu đỏ, màu hồng, màu kim tím. Vậy phú quý là mình bán bao nhiêu tiền chậu vậy chị? 65.000 chậu. Rất là nhiều. Hôm nay là mới là ngày 23 Tết thôi. Những cái bông phú quý này nó nở lâu tàn không chị? Bông phú quý thì cái độ bền nó không bằng những bông khác, nhưng mà nó được cái là bông nó đẹp với nụ nó nhiều. Nụ nó nhiều với cái tên nó nghe sang trọng đúng không? Quan trọng là Tết mà mình có một cái phú quý để trên cái phòng khách nhà mình, nghe là ai hỏi tên gì nghe nó phú quý rồi khoái rồi phải không? Dạ. Cái hàng này Năm Thu nghĩ là hàng Đà Lạt đúng không? Là hàng Đà Lạt. Tại vì H-Farm. Cái thương hiệu hàng Đà Lạt mình thấy có Bình Đi Long rồi nè. Hàng của H-Farm, hàng công ty. À, hàng công ty đó có cái này ha. Nó bán giá là giá niêm yết theo công ty. Còn cái cây hải đường không? Hải đường. Hải đường. Ngày xưa hải đường bông nhỏ xíu, bây giờ hải đường bông nó bự quá ha. Thì ông cút đây. Hải đường này chị bán nhiêu một chậu? Hải đường 120 chậu. Cái này có bông màu hồng đẹp quá. Hải đường màu mẫu này. Màu đỏ. Chị nhập gì ba màu, nó có màu vàng đẹp lắm mà chưa có nhập. Còn đây là cúc hả? Này cúc Bico của H-Farm luôn. Đẹp quá. Màu sắc lung linh.
nói chung là rất là đẹp, rất là đẹp nè. Hôm nay là ngày 23 rồi, mùa xuân là cầm ngõ từ mọi góc vết của gia đình rồi ha. Nếu các bạn có đến đây, mình có sở hữu, mình chọn cho mình những cái cây bông hoa ưng ý. Nói chung các bạn có thể là thích cái bông hoa là có nguồn gốc từ miền Nam, miền Tây, hoặc có thể bạn thích cái bông hoa có nguồn gốc từ ở xứ Đà Lạt, xứ sương mù. Tại vì có một số bạn ở phòng lạnh ha, nếu mình mua những bông hoa Đà Lạt về mình đặt cái phòng lạnh mình nông thu thấy nó cũng là phù hợp thôi, đúng không? Như là cái cây này là cũng Đà Lạt luôn phải không? Không, cái này là hàng mình trồng ở đây. Hàng mình trồng đây, cái này kêu bằng cái gì? Cái này nó kêu bằng cúc thọ giống của Đài Loan. À, thọ giống của Đài Loan. Quá trời, quá trời, đẹp quá ha. Còn cái kia là ở miền Tây hả? Thọ ở Sa Đéc. Thọ Sa Đéc. Giờ mình bọc cái lông mình sao mình tưới được? Mình tưới gốc, tưới hoa là tưới gốc, không tưới trên bông. Vậy mình lấy cái vòi nước mình xả vô. Mình xả tự gốc nè. À, cực quá ha, chứ mình đâu có thể mình lia hết không, được. Không, không được. À, lia hết hư. Hoa bông. Là tưới gốc chứ không được tưới trên bông. À, lia hết hư hết. À, quá trời đẹp. Còn là những cây đỉnh của đỉnh không? À. À, thôi giờ Năm Thu cũng xin nói lời chia tay với các bạn. À, trước khi chia tay thì anh Năm Thu rất cảm ơn. Rất cảm ơn chị Hưởng ha, đã cộng tác với Năm Thu để chia sẻ những cái báo giá cũng như là tên chủng loại cây. À, chúc chị và gia đình hưởng một mùa xuân vui vẻ, ấm áp và nhiều hạnh phúc ha. Dạ rồi, chào chị. À, các bạn thân mến, cái thời lượng chương trình cũng sắp hết rồi. Năm Thu cũng muốn chia sẻ rất nhiều, nhưng mà thời lượng chương trình không cho phép thì Năm Thu cũng xin là tạm nói là chia tay với các bạn. Nếu các bạn thích clip này, các bạn nhấp chuông ủng hộ tinh thần của Năm Thu. Còn mà bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ Năm Thu những cái video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn là gia đình được hưởng cái mùa xuân vui vẻ, an lành và thật ấm áp. Các bạn bye bye, hẹn ngày gặp lại.